Hòa trong không khí của mùa hội mua sắm giảm giá lớn nhất của Mỹ là Black Friday, hiện ở Việt Nam cũng đã có nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại tham gia giảm giá trong mùa hội này. Không chỉ là tung ra các mặt hàng siêu giảm giá, nhiều trung tâm lớn còn chú trọng đến việc cung cấp những trải nghiệm thú vị cho người mua sắm. Trong đó, hình thức buffet mua sắm của trung tâm bách hóa tổng hợp Aeon Việt Nam đang thu hút được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng hiện nay. Mùa hội Black Friday năm nay, đại diện trung tâm Aeon Việt Nam cho biết, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11, toàn hệ thống trung tâm Aeon sẽ cung cấp nhiều mặt hàng giảm giá lên đến 50%, bao gồm thời trang, điện tử, gia dụng và các thiết bị yếu phẩm sử dụng hàng ngày của người Việt. Đặc biệt, riêng tại Aeon Celadon Tân Phú và Aeon Canary Bình Dương, người mua sắm có thể trải nghiệm hình thức buffet mua sắm, đại tiệc thời trang dành cho phái nữ đến hết ngày 26 tháng 11. Ngoài ra, chỉ với 300.000 đồng, khách hàng sẽ có thể tùy chọn bất cứ sản phẩm nào và số lượng không giới hạn trong khu vực trưng bày của chương trình. Các sản phẩm đã chọn chỉ cần được xếp gọn trong một túi sách bảo vệ môi trường của Aeon thì khách hàng có thể mang về toàn bộ số hàng trong giỏ đó. Sự kiện Aeon Black Friday đã được công ty chúng tôi nỗ lực lên ý tưởng và kế hoạch chu đáo từ hơn 3 tháng trước. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, chúng tôi đã chuẩn bị một lượng hàng hóa khổng lồ. Đồng thời, sự hỗ trợ đồng lòng của tất cả nhân viên Aeon sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và sự kiện lớn này. Với thông điệp tất cả vì khách hàng, an tâm và tin cậy là tiêu chí mà trung tâm Aeon luôn quan tâm trong suốt 2 năm qua nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. Đây cũng chính là điểm cốt lõi tạo nên sự gắn kết giữa trung tâm mua sắm hàng đầu xứ sở Hoa Anh Đào Aeon với người tiêu dùng Việt Nam.